Hello, tôi đây xin chào cả nhà nha. Hiện tại là đây đang ở vườn của cậu mình, cậu Năm nha. Thì cái vườn cậu đợt rồi là mình thu trái bối. Đó. Thì thu xong đó, thì cái cơ này là cái cơ thứ hai rồi. Cái cơ đợt rồi là cái cơ lở, nó ra không có mạnh. Thì cái cơ này thì nó mới ra mạnh nha. Thì sau khi mà thu trái xong á, thì để cho tưới xi lại và bón hữu cơ nha, và xịt cái chế phẩm để mình rửa cái cây cho nó hồng hào, nó đẹp lại. Thì cái cây của mình nó là cái do cái nội sinh nó khỏe nè, cái nhà thấy không, nó răng đỏ nè, đó là mình ăn trái xong cái cây của mình nè, dàn cành nó vẫn lớn, nó đỏ thì nó mới lớn được nha cả nhà. Còn cái này mà nó không nở dai như thế này được là cái cây của mình nội sinh không khỏe nha, nó không lớn được đó. Đó như mình làm rồi các nhà thấy nha, nó đỏ, nó răng nó đỏ nè. Rồi ra ngoài cái vàng lá nha, thì một số cái cành yếu thì nó vẫn còn những cái lá bệnh này, từ từ nó sẽ thay nha, không thành vấn đề hết. Cái cơ này nó sẽ thay bớt lá nè, các nhà thấy nè, lá nó mở to không đó, cũng có một bắt đầu cũng có một số con gạch phấn trắng nè. Nhưng cái đây hiện tại thì đây có đang có một cái tiết đọt rất là mạnh nó ra. À, thấy nè, tiết đọt nó mạnh nó ra nè. Thì ở trên này thì để cho xịt amino sát ha, lấy cái cơ đọt, dưỡng cơ đọt luôn. Đó. Đây cũng có xuất hiện một số rầy phấn trắng rồi, nhưng mà nó ít, nó cũng không có vấn đề gì hết. Thì thường người này thăm vườn để làm chăm sóc theo quy trình của mình đó, thì hai cái yếu tố mình thường mình quay hoài thì không biết là các bạn có để ý kỹ hay không, đó chính là cái nội sinh trong cây ha. Đó, đối với mình là cái cây nội sinh, cái nhà thấy không, cây tơ đang xem nó lớn, nó xé luôn nè, là không phải nước thân xì bủng nha cả nhà ha, nó xé dài ra nó lớn nè, nó kéo ra nè, đó cái nhà thấy không, cây tơ ăn năm đầu tiên thì người ta thở là bà con thường là sợ là nó ăn nó xong nó si cây. Nhưng mà mình khi mà mình làm cái nền tảng hữu cơ ở dưới đất rồi á, thì là mình không có quá sợ vô lo lắng gì cái vấn đề đó, tại vì cái nội khi mà cái nội lực nó khỏe rồi á, thì nó giải quyết được ha, nó vượt qua được. Và cây mình ăn không si đây nè, gạn da hết luôn nha, cái nhà thấy là gạn da nè, đỏ hết cái cây, nhìn nó hồng hào ha, ok chưa. Với lại thì làm với mình thì không có tưới thuốc bệnh để phòng bệnh, mình không có tưới Gidomin nè, hay là Arifos, hay là Mancozeb gì xịt, không có xài mấy loại đó. Thì đối với mình làm theo hướng sinh học thì những cái cây nào mà bệnh thì mình chỉ bệnh thôi, còn bình thường thì thôi nha. Đó, mình làm theo hướng đất nó càng ngày nó càng tốt. Đó, cái để cái si nó cải thiện cái pH và nó kích thích cái vi sinh vật bản địa phát triển lên để nó quản lý trong cái môi trường đất đó. À, quản lý cái nấm bệnh trong đất phải có nấm bệnh chứ không thể nào mà không có được nha cả nhà. Nó vừa là cái thức ăn để cho cái vi sinh vật có lợi luôn mà, nó phải tồn tại hai mặt đó, một có lợi một có hại, một tốt một xấu, chứ xã hội này không thể nào mà người tốt hết được. Tốt hết được thì đâu ai biết ai sẽ người xấu. Những cây nào mà nội sinh yếu á, sẽ nó có những cái rong rêu nó bám ha, những cây này yếu, một số cây nó vẫn còn rong rêu như thế này thì mình chăm riêng cây yếu lại thôi đó, chứ cũng không có thành, không có vấn đề gì hết. Đáng lẽ là mấy cái cành này là mình phải bỏ hết nè, cành này là bỏ nè đó, nhưng mà ông cậu chưa cắt bỏ nữa. Năm rồi á, là cái vườn này tơ á, nếu mà không sử dụng bắt lo mà ức chế nó thì nó không ra nổi đâu cả nhà ơi, bảo đảm với các bạn luôn. Nếu không gấp lo không lấy được 4 tấn mấy đâu nha. Thì lấy được 4 tấn mấy đó thì mình có cái chi phí để mình đầu tư cho cái vụ này. Ở trong đây thì nó rong rêu do là trong này quá ẩm đi, cái lá nó nhiều quá, nó không có cái ánh sáng nó chiếu vào, cho nên nó là để mình tư vấn cho ông cậu là phải cắt tỉa bớt, tại vì dàn cành nó quá cho nhiều đi. Những cái cành mà nó yếu á, như cành này ăn trái nó yếu rồi nè, là nó quan trọng là mình bỏ rồi chứ mình không có để đâu, để cho nó thưa ra
ánh sáng nó chiếu vào đây được thì cái đất ở trong này nó mới bớt bớt cái gông xanh ha, tại vì ẩm độ cao là cái gông nó dễ lên lắm. Mình tưới dư độ ẩm nó mưa mưa lên nè, nó lên nha. Đây, cái này thấy không, giờ nó ra điều đọt điều vườn hết. Cái này được rồi, trái dữ lắm luôn nè. Đấy, lá nè, thấy không, có gầy nè. Cái này nhỏ mà nó có vỏ, nó mang trái nhiều lắm, các nhà thấy. Một số cành nó sơ sát luôn á, nhưng mà nó thay lá được hết rồi nè. Đó, rồi, ok ha. Thì cái vườn này chắc để làm cho làm trái vụ ha. Bạn với cậu cho làm trái vụ. Ôi ôi, các nhà ra thấy cái lá nè, thấy mê không? Đó. Ngày khi mà nó khỏe rồi, nó vẫn có gầy phấn trắng nè. Nhưng mà nó ít, không có nhiều, cho nên là mà nó không có ra mức độ là gây hại ảnh hưởng tới cây của mình nhiều. Còn mà cây chúng ta yếu á là cái con gầy phấn trắng này rất là nhiều nha. Cái nhà thấy nó ra đều đọt hết luôn đó, và cái lá trong nó xanh đen như thế này nè, thì chứng tỏ cái cây của mình nó xanh như thế này là cây mình nó đủ dinh dưỡng, nó khỏe ha. Đấy, nhà thấy nè, trời ơi mê chưa. Đấy, lá gì đó mà vô trong thấy không, chỉ là anh em thấy không, một số anh em quay lên cái kênh lên đó, mặc dù cái lá ngoài nó rất là xanh nhưng mà ở trong toàn rong rêu, thì lúc đó là thì cái đó là chưa ha, chưa đạt tới đỉnh đâu, đó chỉ là mà do mình phun xịt nhiều lá nó xanh thôi, chứ thực chất là nó nói gì mà nói cái đỉnh là chưa tới đâu, là cây còn yếu nha. Đấy, mấy này bỏ đi. Đấy, cái nhà thấy không, ăn xong rồi mà cành nó lớn kinh khủng luôn không. Đấy, cái vườn này trồng hơi gần á cả nhà, cho nên là mình kêu bấm đầu cành cho nó có cái khoảng giữa ánh sáng nó chiếu vào thì nó mới không bị chết cành sau này, mình phải làm trước mới được, đừng có để cho nó ấy, đừng có để cho nó giáp nhau rồi mình cắt lúc đó nó muộn rồi nha. Lúc đó cái cành ở trong, mấy cái cành nhỏ nhỏ ở trong là nó khô nó chết rồi, lúc đó mình có cắt thì nó cái cành nó chết luôn. Đấy, cái nhà thấy đẹp không. Cây này là làm trái được nữa nè. Ôi ôi, cái nhà thấy cái dàn lá nè. Aminosat hân hạnh tài trợ chương trình này. Đó. Cái vườn anh chính ở ngoài kia kêu đầy ra quay. Nó sao ngộ vậy? Nó ngộ quá đầy ơi, nó sao ngộ anh? Trời ơi. Sao mà lá nó to thế này? Nó to nó xanh nó đẹp như thế này. Đây. Đó. Trời ơi, cái cây này nó còn đã nữa. Bóng giận ra cơ điều đường hết luôn. Đấy. Rồi, ok nha cả nhà. Mình là kết thúc video ở đây nha. Cành này là bấm bỏ này để làm gì nữa, trồng hơi gần quá. Rồi, kết thúc nha cả nhà. Cây nào cũng vậy thôi. Đấy, điều đẹp gì mới được.